sữa bịch bạn đang dùng có phải hoàn toàn từ sữa tươi? Sữa bịch Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi với nguyên liệu tự nhiên. Quý vị, Quỳ Linh và quý vị, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Ca sĩ bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ đội chủ nhà Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng và Việt Hương. Trời ơi, sáng rực cả một bầu trời luôn. Quá trời đẹp luôn nha. May mắn lắm nha, để xem coi đội khách sẽ trang phục như thế nào nha. Chúng tôi xin chào đón Quỳnh Lập, Lê Nhân và Cô Sắp. Gia đình giống người lớn nhà mấy nhỏ ha. Bên đây là đỏ nè, bên kia là vàng. Ô Sắp, em chào qua đây coi. Ở đây. Em thấy màu của em có vẻ hợp bên này hơn ha. Ở đây, ở đây. Đó. Đó là đẹp. Thôi giống bên này mình chia đội giống vậy đi. Vậy đi. Dạ, dạ. Ủa sao đây ba người đàn ông không vậy? Tại vì á, anh Hưng với lại anh Sơn lại có chút xíu đen đen, cái áo sơ mi hình ra à, sát vô chồng là đẹp, đúng không? Phối hợp còn đẹp. Còn đây quá. Là gia đình nè. Chị không vô với tụi em miếng nào không luôn. Không có vô. Vậy thôi hai đứa chơi chị về trước. Bây giờ hôm nay có một cái nhân vật mà phải nói rất là sôi động luôn, đó là rapper Ô Sát. Con là Ô Sát, hôm nay con rất là vui khi được tham gia chương trình cùng với các cô chú mà con đã xem từ rất là lâu, từ hồi mà con còn nhỏ xíu á, là con đã xem chúng Nguyễn Hưng với chúng Ngọc Sơn hát rất là nhiều. Bây giờ con thử làm một cái hát một đoạn nào đó để cho nó sung sức cho coi. Rap bài của con ạ. À? Đúng rồi. Yeah, 3 giờ anh còn chưa ngủ, từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người ấp phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nãy cũng như là thằng trên mây. Ê. Hát rồi hả? Hát hả? Hết lẹ quá cưng ơi. Hết lẹ sao quá à. Đang, đang vô là sung luôn rồi. Hi, chào đón hai đội chơi trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng họ sẽ có cuộc tranh cãi và quyết liệt để tìm ra ca sĩ bí ẩn. Mời hai đội về vị trí. Chào đón quý vị quay trở lại với ca sĩ bí ẩn. Ngay bây giờ hai đội chơi sẽ ngắm nhìn, nghe và xem xét xem ca sĩ bí ẩn ở đâu. Chúng ta sẽ đến với ba thí sinh đầu tiên. Người yêu hỡi, nay đã ra đi về đâu? Thường xa bên ta vẫn chôn nào tìm nhau. Mùa đông đến, lạnh giá con tim hận sâu. Biết làm sao để quên người anh yêu dấu. Người yêu dấu anh có nhớ trong mùa đông. Chuyện hai đứa quen biết nhau bên dòng sông. Rồi anh đến hạnh phúc đắm say mặn nồng. Đã còn đâu khúc nhạc tình buổi ban đầu. Rồi người này đã xa cách xa, tìm về hạnh phúc nơi chốn xa. Còn đâu mùa đông của chúng ta lùng chờ ai trong gió đông, thuyền tình còn đâu trên bến sông, làm sao ta quên nỗi nhớ mong. Câu một phản quấy không có miếng nghề nghiệp của bà, em tới nói chị luôn á, bà nhúng không có điệp nhàng cái chơi muốn nhúng thì bà số một phản miếng nghiệp nào nha. Bà số ba em à. Người tình ơi còn nhớ nhau trong cuộc đời, tiếng lòng tôi đã theo mộng ước tan rồi. Rồi người này đã xa cách xa, tìm về hạnh phúc nơi chốn xa. Còn đâu mùa đông của chúng ta phai tàn màu hoa. Lạnh lùng chờ ai trong gió đông, thuyền tình còn đâu trên bến sông. Làm sao ta quên nỗi nhớ mong ân tình mùa đông. Rồi hôm nay
biết bao nhiêu mùa đông. Dòng sông xưa đã vắng bóng con đò đưa. Người tình ơi, còn nhớ nhau trong cuộc đời. Tiếng lòng tôi đã theo mộng ước tan rồi. Người tình ơi, còn nhớ nhau trong cuộc đời. Tiếng lòng tôi đã theo mộng ước tan rồi. Cảm ơn phần trình diễn của ba cô gái. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm ca sĩ bí ẩn. Đội diễn viên, mình phân tích trước đi. Dạ, vậy em nghĩ là bạn số 1 là bạn ca sĩ à. Tại vì em thấy cái khẩu hình của bạn á, có rung, có ngân, có rung rung rung, rung cái vành môi gì. Còn hai bạn kia thì không có. Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Em ơi, nhiều khi mình gây lộn với em. Vậy thì em đã tức có gây lộn, hay đứa gây lộn nè. Không có kiểm soát được khẩu hình. Chưa tính cái chuyện mà xịt tuyết mà xịt đầy đầu. Nhiều khi lạnh cũng rung. Có nhiều khi ra hát mà có đầm cái phà khói dưới anh. Làm cái mỏ rung. Anh Nguyễn Hưng, theo anh thì ai? Theo Hưng, trong ba em ra diễn thì Hưng sẽ chọn cái cô số 3 đó. Tại sao anh? Nếu mà nói ngoại hình thì Hưng sẽ để qua một bên. Nhưng mà cái phong cách của em và cái lắc lư của em, và đến khi cái lip sync của em và cái cách diễn tạo của em thì Hưng sẽ tin chắc người đó sẽ là ca sĩ. Tin chắc luôn. Số 3, ở sát. Thật ra thì con cũng nghĩ giống chú Nguyễn Hưng là bạn số 3 là ca sĩ ấy. Tại vì lúc mà cả ba bạn cùng diễn ấy, thì chỉ có bạn số 3 là bạn ý nhún với cả lắc lư là theo đúng nhịp nhạc thôi. Còn hai bạn kia là... Có hồn hơn. Đúng rồi. Con sai lầm rồi đó. Ôi sao? Nhưng mà con vẫn có một cái linh cảm gì đấy. Linh cảm bạn đúng không? Số 3 sẽ hát rất hay. Ok, vậy thì hai người cùng linh cảm. Còn anh Ba Ngọc Sơn. Sơn thường ngồi nhiều mùa rồi cho nên là cũng có một chút kinh nghiệm. Chút kinh nghiệm đôi khi cũng nhận xét cũng chất quớt. Nghĩa là mình nhận xét, nghĩa là mình nhận chính mà cái người nào có nhiều khả năng là ca sĩ. Nghĩa là cái dáng họ diễn mà hát xinh rất là đúng như cô số 3 là chưa chắc. Dạ. Mỗi con người ca sĩ, nghệ sĩ nó cái nét đẹp khác nhau. Có những người phải mập lên, bự lên mới là đẹp. Nhưng mà thường thường là ở bên danh hài. Nhưng mà mình đặt niềm tin vào số 1. Ngay cả những cái lắc vai hoặc một cái gì đó, mình thấy có một sự chuyên nghiệp ở trong đó. Số 1, rồi. Đối với em, em để ý á, nếu như mình dựa vào ai mà không có nhịp mình đón họ phải ca sĩ thì nó quá dễ dàng cái chương trình này đi. Cái bạn mà số 1 á là bạn nhảy không có vô nhịp nha. Chị Hương, chị gõ nhịp giùm em đi, em sẽ nhảy theo cái trời. Chị ơi, đó là loạn nhịp, không ai nhảy theo nổi nhịp chị hết trơn. Ai biết thì em mới nói chị nhịp cái gì. Nhịp bập, cái tưởng muốn lên bập bập nha, là chị nhảy vậy nè. Cái đó mua rối gì nhảy gì. Mình lập nó rồi, nó diễn tả rồi, cái sẩm bại. Mà trong khi á, là em để ý cái giò cô đó đẹp nhất á, dài mà trắng bắp đúng rồi. Các em mới suy nghĩ rằng là có khi nào người ta diễn không? Sao không có? Dạ, đâu có đơn giản là người ta không biết nhịp lên đây nhảy tầm bậy tầm bạ là không phải là ca sĩ đúng đâu. Đúng rồi. Đó, cho nên là em nghĩ rằng là em có niềm tin vào cái bạn số 2 hơn. Bạn số 2 hơn. Hả? Ủa? Anh nói em mới để ý ha. Nhìn vào cách đứng của bạn số 1 và bạn số 2 thì bạn số 2 có một cái cách ứng rất là chuyên nghiệp. Tức là xuất hiện trên sân khấu khá là nhiều rồi. Đúng rồi, đứng cái chân trước chân sau để gì mình chủ đúng cho lâu á. Đúng là tay để mình như vậy nè. Mình đứng cho lâu á, tại vì căn bản chương trình này đứng cũng hơi nhiều. Đứng hơi nhiều là do hai tụi em nói nhiều, ta mới đứng lâu đó. Ủa vậy? Em nghĩ là mọi người có kinh nghiệm đứng trên sân khấu á, là chân trước chân sau chéo vậy nè, nó sẽ trụ được nhiều hơn. Rồi, sau khi phân tách, chúng ta phải đưa ra quyết định trong vòng 3 giây. Việt Hương, Quỳnh Lập và Lê Nhân. Em thì em khoái sai em à. Em khoái cô số 3 tròn tròn. Số 3 hạng nặng, dày cùi. Cô kia đó, đã hát, đã. Lập thì thích số 2, Nhân thích số 1. Cho nên đội em không có chọn ai anh ơi. Chọn anh Quỳnh Linh đi chị. Bây giờ chọn anh Linh được không? Vậy thôi mời bên kia chọn trước đi, dư tụi ai tụi em chọn. Ngọc Sơn. Số 1. Số 1. Osap. Số 2. Nguyễn Hưng. Số 3. Bây giờ em chọn số mấy? Số 2 phải không? Vâng, số 2. Ở sát. Số 2. Số 2 lui. Cô ấy là người mẫu đó. Việt Hương, Quỳnh Lập và Lê Nhân. Rồi, 1, 2, 3. Số 3. 3 lui. Số 3 này hát hơi dữ lắm à. Cô số 1, cô ấy rất là dễ thương. Chân dài, dáng đẹp. Nhảy trật lất. Nhảy trật lất. Chân rung rung. Nhưng biết đâu, cô ấy là ca sĩ đó. Quỳnh Linh sẽ mời cô gái ấy ra đây hát bằng giọng thật cho mọi người nghe. Xem cô ấy là ai. Mời số 1. Thank you.
thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, này giây phút tôi xa người, tình đã úa nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tôi bời. Yêu thương cho nhau để trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đòn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Hy vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm là phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm là phương hướng trong đời. Hay, rất là ngọt ngào, rất là ngọt ngào, rất là ngọt ngào mà giọng rất là lạ. Chào em. Em sẽ giới thiệu cho mọi người biết em là ai, em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, em tên là Kim Thoa, em là ca sĩ thuộc dòng nhạc bolero. Giọng em có chất rất là riêng và rất lạ, ngồi nghe rất là thấy tê tái và rất là xúc động. Chúc mừng em với cái bài hát này nhé. À, cảm ơn Ngọc Sơn. Rất tiếc là không ai nhìn ra được ca sĩ hết trơn á. Dạ. Đi diễn bên Mỹ gặp Hoài Phương luôn á mà không nhận ra. Dạ, tại chị gặp chồng em chứ. Dạ, tại em có một cái kỷ niệm là chuyến bay bên Washington bị trục trặc á, cái máy bay không có đáp được, đáp sân bay khác, mà em thì không có rành tiếng Anh nhiều á. Cái em đứng em bơ vơ quá, xong em gặp anh Hoài Phương, cái anh giúp em đưa em về tới cái chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng để ngày hôm sau em bay qua Louisiana em hát. Thì anh rất là nhiệt tình. Chồng em cũng hay ghê, gái đẹp dò dài cái tận tụy đầu, tận tụy đầu em, rồi đưa về phòng nghỉ ngơi rồi không biết nghỉ ở đâu, rồi chồng tôi nghỉ ở đâu. Cái này là cái như là cái chuyện này trong trình sáng người ta mới khai ra. Dạ, đúng không? Dạ, xong cái anh nói là anh đi diễn cái lên máy bay, em bay tử quan khác. Dạ, tin ông ta. Nhưng mà em tin đi, tin đi, nói giỡn chứ à.
Không có đâu, cái này phải giải thích rõ ràng là lúc đó anh Phương có gọi cho chị, nói em ơi, có một cô ca sĩ ở Việt Nam đi qua mà cổ bị delay máy bay mà cổ không biết gì hết, bây giờ làm sao? Thì em mới nói là đưa người ta khách sạn thì phải xuống cái tầng đó đó đó, đi ra ngoài và đón xe rồi đưa tới cái khách sạn cho người ta ở rồi anh xoay trở lại. Thì là có nhắc là Kim Thoa, nhưng mà hồi nãy em đẹp quá chị tưởng em người mẫu. Chứ nếu mà kể một sự tích dài như vậy là hồi nãy chị đã chọn em rồi. Hồi xưa Thoa cũng là người mẫu luôn mà. À vậy hả? Đúng rồi. Dạ à. Em đẹp quá, cái chị nghĩ người mẫu gì mà vừa đẹp vừa hát hay đâu có được. Rồi cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc em sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ em chào các anh chị ạ. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn rất nhiều. Như vậy là cơ hội của hai đội rút đi chút xíu rồi. Chúng ta sẽ tạm nghỉ giải lao vài phút để hai đội suy nghĩ xem để tiếp tục chọn cho đội mình một ca sĩ mà họ nghĩ đó là ca sĩ thật. Sữa bịch bạn đang dùng có phải hoàn toàn từ sữa tươi? Sữa bịch Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi với nguyên liệu tự nhiên. Chào đón quý vị quay trở lại với ca sĩ bí ẩn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một bài hát Ghen do ba thí sinh chúng ta trình diễn. Và sau đó hai đội chơi tiếp tục tìm ra ai là ca sĩ nha. Mời quý vị đến với phần trình diễn của ba chàng trai trong ngày hôm nay. Vì yêu nên anh ghen, ghen. Vì yêu nên tương tư, chớ cho ai cầm lấy đôi bàn tay. Đừng cho kẻ lạ đi về chung một lối. Đừng cho bóng hình chen lấn tim em. Ghen. Vì yêu nên anh ghen, ghen. Vì yêu nên xanh sao mắt môi kia. Đừng để cho ai hôn, đừng mang nỗi sầu chén màu mắt nhung nhớ. Đừng cho gối mộng quấn quýt đêm thâu. Từ lúc yêu em chị nghĩ chắc số 4 á, số 4 thì giấu đằng xa xa. Yêu em, đời anh như giấc mơ. Từ lúc yêu em trái tim biết làm thơ, vẫn vương những mộng mơ. Vì yêu nên quá em. Đừng để hương soi trong lúc em ngắm nhìn. Đừng để anh trăng nhìn em khi ngủ say. Đừng để cho anh nhớ nhung suốt ngày đêm. Ngẩn ngơ với thời gian mộng mơ thêm múa màu. Ghen. Vì yêu nên anh ghen. Ghen. Vì yêu nên anh ghen. 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 Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Và bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích xem ai là ca sĩ. Mời anh Nguyễn Hưng. Trong cái sự suy nghĩ của Hưng á, mà ấn tượng á, thì là số 4 và số 5. Tức nghĩa là em số 5 á, cái cách di chuyển của em á, thì Hưng cảm thấy nghi ngờ thôi. Số 4 là gần như là trên 50, 60, 70% đó. Còn là số 6 Hưng chưa nói. Ô sát. Con nghi ngờ bạn ấy phải chưa 6 là ca sĩ. Không hiểu sao nhưng mà mỗi một màn trình diễn thì sẽ có một bạn rất rõ ràng để nhận thấy là bạn ấy như kiểu là nhảy hơi chật nhịp một tí này, như kiểu là cố tình để đánh lừa mình ấy. Theo con nghĩ là lần này đó sẽ là một cái kiểu đánh lừa của ban tổ chức ấy, nên con nghĩ bạn ấy là bạn hát hay. À, số 3 ha, Ngọc Sơn. Người ta nhìn cái dáng dấp của người số 6, người ta tin tưởng là cái giọng này mạnh lắm, mà cái giọng hát này thì nó thực là fit với dáng dấp của người số 6. Đúng đúng. Số 5 thì nhảy cũng khá tốt. Số 4 thì là tầm trung. Cả ba người mình đánh giá vậy thôi, tí nữa chọn sẽ biết, sẽ nhường cho đội bạn. Rồi, sao Quỳnh Lập? Dạ em thấy mọi thứ lẹ làng quá. Giờ mình hát bài ghen rồi, mình hát tiếp cái bài đánh ghen được không? Vậy là bây giờ ba đứa mình lên ngoái đầu ba ông này đập hay sao? Phải có hai option. Option thứ nhất là ba này là chồng của ba đứa em đi đánh ghen. Là tại nãy em thấy mấy ảnh nhốn nháo không biết gì hết. Ba đứa em tịnh vô giả gái rồi hết, lòng lộn ra để thử hai.
hai là ba ông này đi lăng nhăng với ba cô nãy giờ tụi em lên ngoái đầu đánh ghen. Tụi em chưa được định hình số luôn anh. Là xong rồi đó. Cái anh này nè anh là cái số 5 hay số 6. Chị cận thị ông thấy Lập ơi. Là mấy ổng hát xong rồi. Mà cũng tại chị. Cái người đầu tiên hát thì thôi mình lo mình nhìn cái bảng số đi. Hát đầu tiên là thứ 5. Ông hát thứ 2 là thứ 6. Mà ông hát thứ 3 là thứ 4. Một hồi không biết ai là thứ mấy. Ủa? Vừa nhớ thứ tự hát mà vừa nhớ cái mã số. Ta cố tình làm loạn như thế mà. Bởi vậy tức là Linh bị không nhìn thấy. Dạ. Em có kinh nghiệm rồi. À. Tại vòng đầu em không nhìn thấy cho nên giờ em bắt buộc phải nhìn số trước. Đúng rồi. Dạ. Anh thấy số nào? Em thấy số 5 sáng nhất tại em nghĩ là không khi nào mà chương trình lừa em hai lần. Không, chương trình sẽ không này lừa 80 lần luôn mấy hai lần. Ủa lừa nhiều dữ vậy hả? Lừa trăm mấy chục số rồi em bốn người. Nhưng mà em thấy cái số 5 là em thấy sáng nhất. Bộ hàm. Bộ hàm. Bộ hàm trời đất ơi. Bộ hàm. Bộ hàm giống như là làm nha sĩ. Bộ hàm. Nhân á là thích số 5 là nhẹ nhàng thanh cảnh. Lập thích số 4 còn em thích số 6 là không chất quớt nữa. Rồi. Bởi vì em thích số 6 là dày cùi đậm. Người của em làm khoái là cỡ cỡ em thôi. Chị quy định em thích số 4 luôn á. Ủa vậy hả? Em chưa nêu bất kỳ một cái chính kiến nào từ nãy tới giờ luôn á. Bây giờ em thích ai? Em vẫn thích anh Quyền Linh. Em vẫn thích anh Quyền Linh. Cái gì vậy trời? Chúc anh hát cho em nghe nha. Ừ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu quyết định. Em số mấy? Em theo chị, em thích dày cùi giống chị đi. Dày cùi. Dạ, dày cùi em thích, em cũng thích múp múp giống như ý của chị. Múp múp nữa hả? Mình chọn múp múp đi. Múp múp dày cùi đi. Dạ, số 6. Số 6, lui. Ngọc Sơn, Osat và Nguyễn Hưng. Bỏ phiếu đi, số mấy? Bỏ phiếu. Số 6 Ngọc Sơn, số mấy? Số 5. Số 5, anh Nguyễn Hưng. Này thiệt tình là khó quá. Anh nghiêng về số nào là số đó thắng? Thích số nào chọn đó chị vui. 6. Số 6. Tôi sẽ hỏi số 6 xem số 6 sẽ chọn đội nào. Anh thích chọn đội Quỳnh Lập, Việt Hương, Lê Nhân hay là... Trời đất ơi, gì vậy? Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, lộn rồi. Chị Hương, đưa chị Hương lên thảo gián. Mỹ nhân kế hả? Ba đứa, trời ơi. Anh. Trời ơi, anh thích đội đang biểu diễn hay đội đang ngồi yên? Như vậy là... Và số 6, anh ấy quyết định là chọn đội... Việt Hương, Quỳnh Lập và Lê Nhân. Chúc mừng. Cả ba hot boy của chúng ta chọn lại đi, số mấy? Ngọc Sơn thì vẫn là số 5 đúng không? Thôi chọn lại, chắc con chọn số 5 đi. Số 5 luôn. Vậy thì anh Nguyễn Hưng ngồi im luôn. Hai số 5 là thắng rồi. Lui. Hai số 5 là thắng cẳng rồi. Đúng rồi. Ưng thích số 4 lắm. Nhưng mà anh thích số 4 đúng không? Số 4, bạn là ai? Bạn có phải là ca sĩ hay không? Bạn hãy hát cho mọi người biết đi. Để mọi người biết bạn không phải là ca sĩ. Vùng bầy mây trắng thấp thoáng lô nhô rừng cây lòng lạnh trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên ngọt ngào cạnh lễ em hai đào xuân chuông chim may say ngập ngừng sương răng lối phố xôn xao nhịp váy đung đưa và tiếng hẹn chàng trai xuống chờ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn môi em nói điều gì cho ngồi bên nhau đêm nay xa ba chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em phố nhỏ hiện lên từ trong mây ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời bốn mùa hoa trai là mùa con trai hát gọi con gái đắm say biên chờ ai về cùng Sa Pa, Sa Pa ơi, Sa
về cùng gió bay. Cảm ơn Vũ Đoàn Viện Hải. Một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Nói chung là mọi người hôm nay là có một cái màn trình diễn nhảy sạp quá là hay. Một tràng pháo tay dành cho tất cả mọi người. Yeah. Bây giờ mời chúng ta về vị trí. Bây giờ số 4. Em hãy nói cho mọi người biết em là ai? Em có phải là ca sĩ hay không? Em tên là Đinh Quốc Khánh. Hiện em đang là bí thư đoàn thanh niên của một đơn vị vũ trang trên địa bàn Hồ Chí Minh. Hát hay quá hả? Wow. Sao em chọn bài này em hát vậy? Cũng thưa, ngày xưa là em cái năm 2010 và 22 á là em học ở ngoài Hà Nội. Khi đó là bắt đầu em mới tham gia đội văn nghệ là lần đầu tiên. Mà em trước kia em rất là thích nghe anh Ngọc Sơn hát. Tại vì từ cái hồi bé là bố em thần tượng anh Ngọc Sơn. Làm câu đi, làm câu đi. Làm câu, hát câu. Đoạn coi anh Ngọc Sơn coi sao nè. Thôi thì để hát theo phong cách của anh Ngọc Sơn để em hát bài Tình Cha đi. Trời ơi. Wow. Đoạn này bạn cũng không có thuộc lắm. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như sông nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu. Hay quá. Yeah, một giọng nam tenor nghe, giọng nam này giọng nam rất là lợi hại, cái là giọng nam cao, rất là có lợi thế và giọng rất tròn trịa, rất đẹp. Chúc mừng và cho anh gửi lời thăm bố em nha. Gửi lời thăm gia đình và chúc gia đình mọi điều tốt đẹp nhất. Anh cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn Khánh rất là nhiều. Chúc em sức khỏe và bí thư đoàn thì có điều kiện để phát triển hơn nữa nha. Dạ. Em gắt tay. Ok. Cho em xin phép bắt tay các anh chị được không ạ? Mời em. Thưa quý vị, như vậy là hai đội chơi đã loại đúng một người không phải là ca sĩ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Sữa bịch bạn đang dùng có phải hoàn toàn từ sữa tươi? Sữa bịch Đà Lạt Miu hoàn toàn từ sữa tươi với nguyên liệu tự nhiên. Cảm ơn quý vị quay trở lại với ca sĩ bí ẩn. Chúng ta sẽ đến với đôi song ca đầu tiên của đội Quỳnh Lập, Việt Hương và Lê Nhân. Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đến đầu tay mà chờ. Thời gian qua trôi mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phương đầu, tiếng ve kêu gợi sầu, phút chia tay dầu dầu. Tiếc thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau.
sao mộng thành. Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương u hoài biết khi cho là mất. Cuộc đời ai giống ai? Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Khi đêm dài gối chia, ôm mộng nuối tiếc mới thấy lòng càng mến yêu. Đừng quen biết lúc ban sơ, để hồn vương vẫn mãi trong mơ. Mong sao duyên kiếm đổ về nơi bên xưa, nhưng ngâu lang chắc nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Wow, hay quá. Đây là hai thí sinh của đội Quỳnh Lập với lại Việt Hương với lại Lê Nhân. Anh ơi, mỗi lần anh giới thiệu đội Quỳnh Lập, Việt Hương, Lê Nhân em thấy nó dài quá. Dạ, nhóm em là nhóm tuyệt đẹp. Dạ. Anh chỉ cần nói là mời nhóm tuyệt đẹp là ba đứa em phụt ra nói thôi. Còn không thì anh có thể là cái nhóm xuất chúng cũng được. Dạ. Thế như đọc cái tên nó dài quá sợ mất công anh. Thôi rồi, xuất chúng thì nó hơi quá. Sao sao không hơi sao? Hay mình đọc nhóm xuất khẩu đi. Trời ơi, nghe là cảm giác không có ở đây luôn á. Đi đây đi đâu rồi. Còn nghe xong tự nhiên thấy xuất ngoại đi diễn á. Cũng được. Rồi bây giờ nhóm xuất khẩu tụi em xin phép nói vậy. Khi hai bạn lên hát thì cả ba chị em thiệt tình là không có biết gì về nhạc, chỉ hơi canh về cái mức diễn thôi. Thì hai bạn làm cho chúng tôi hoang mang quá, tại vì các bạn có nhịp trong người rất tốt. Dạ. Cái lúc bạn nữ hát thì cái bạn nam cái chân của bạn, cái chân đâu lập ca đứng cái lập, cái chân sau cái chân nhịp sau, cái nhạc lên mà cái chân cứ vẫn nhịp nhẹ đâu nhịp nè. Đó, có nghĩa là vẫn theo chứ không có bỏ bạn nữ. Tại cái người của anh đô quá đó. Dạ. Anh phải thăng bằng, không nghiêng qua nghiêng lại. Anh mà không thăng bằng là anh đổ. Không, cái người với lại mất trong đó. trong lúc bạn nam hát đi là bạn nữ nè, bạn nữ cái chân có cái nơ nghe, cái chân làm vậy nè đó, có nghĩa là có nhịp á anh, có nhịp. Nghĩa là hai bạn đó rất hợp về cái bộ chân. Dạ, có nghĩa là tại tụi em muốn biết là hát như nào, nhưng mà khi nữ hát chân nhịp, nam hát nữ nhịp, cho nên giờ tụi em biết chọn ai hết trơn. Tại em nhìn chân không mà không nhìn miệng. Không nhìn miệng mà nhìn bộ chân thôi. Dạ. Bộ Lê Nhân. Dạ thưa anh, trong số những người nữ hồi nãy thì có một bạn là ca sĩ rồi, cho nên là khả năng còn một bạn là ca sĩ nó thấp hơn bạn nam. Đúng cho nên rồi. Em quyết định là chọn bạn nam. Chọn bạn nam. Dạ. Rồi, và bây giờ chúng ta quyết định số mấy? Dạ không có quyết định được, anh chọn giùm tụi em đi. Theo anh. Dạ. Là người nào dày dày cơm chút xíu, hơi nhiều, dễ là ca sĩ. Còn cái người nào mà ốm ốm chút xíu, mà lửng không ốm mà không bự á, thì khó là ca sĩ lắm. Bạn nữ diễn đã quá. Đã quá. Dạ. Nhưng mà nãy có nữ rồi, giờ sao giờ lấn cấn. Em muốn ai? Dạ em muốn anh số 6. Số 6 em. Dạ em cũng muốn anh số 6. Rồi hai bạn rồi, chọn. Số 6 lui. Sai lầm. Sai hả? Số 3 mới là ca sĩ. Và bây giờ số 3 sẽ bước ra và hát giọng thật của mình cho đội xuất khẩu nghe. Dạ. Playboy, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Playboy biển hồ đây. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có sông xây gian trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men. Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy cũ biển hồ đây. Có hàng thông xe
siêu cần say men say men. Có ngọn lửa nào đang nhen chơi về chơi về. Được hát theo con tim, giấc mơ đẹp nhất tôi đi tìm, mơ đắm chìm vào đôi mắt ấy, đôi mắt lay cu biển hồ đây. Những gì mây say đưa tôi tới đây, gió ngàn cao nguyên sương buông tóc mây, mắt em một chiều lay cu xa xôi, vẫy gọi mặt trời cao nguyên lên ngôi. Trong đôi mắt em có dòng xe gian, trong đôi mắt em có hương rượu cần say men say men. Có ngọn lửa nào đang nhen chơi với chơi với. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu. Chọn anh kia là sai rồi. Sai rồi. Bây giờ em hãy nói đi. Em là ai? Em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin chào hai đội chơi. Chào MC Quyền Linh. Em là Thảo Siêu. Em đến từ Gò Công. Và em là ca sĩ. Thảo Siêu. Em ở Gò Công. Dạ. Mà sao em chọn dòng nhạc này? Tại em thấy đã bốc lửa hay sao? Dạ cũng có thể như vậy. Tại vì em là ca sĩ tự do. Em đi hát được khoảng tầm 15 năm rồi chị. Và có cái tên Thảo Siêu là được bạn bè đồng nghiệp đặt cho. Giống chị Siêu Black đúng không? Dạ đúng rồi. Nói em giống chị Siêu Cho nên là mọi người đặt cho em cái biệt danh như vậy. Và em lấy cái đó là cái nghệ danh cho mình. Dạ. Và cái chi tiết đầu tiên hết Thảo Siêu ấn tượng với nhóm là khi ba bạn nữ hát xong thì các bạn kia lại không có quan tâm cái micro. Nhưng mà bà hát xong, bạn là ca sĩ mà sống với cái cây micro, cho nên khi bạn hát xong thì bạn tới bạn định cầm vào. Nhưng mà bạn suy nghĩ sao bạn lại tới bạn vịn lên cái cây để đứng tạo dáng cho tụi tôi chọn. Cái đó là cái nghề của mình rồi. Giống như diễn xong là tôi biết tôi gom đồ của tôi vậy đó. Đó, và chị nói là chắc bạn là ca sĩ. Cho nên là không có gì hết. Khi mà bạn cất giọng hát lên tụi tôi thấy đã, thấy thích, thấy phấn khởi. Không, bạn nói chung không là bất ngờ. Em là người không có chung thủy. Thôi cảm ơn Thảo Siêu rất là nhiều. Hôm nay rất là vui gặp em đây. Và giọng hát của em đã chinh phục được tất cả mọi người rồi. Chúc em thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn Thảo Siêu. Xin cảm ơn. Chúng ta đã đến với đội song ca của đội khách. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với đội song ca của đội chủ nhà. Giàu thì thịt cá cơm canh, khó thì cơm rau đĩa muối. Lạy anh em đi lấy chồng. Bập bập bùng, bập bập bùng, tùng bà la. Hỡi anh chồng cũ tôi ơi, anh có con thiêng thì xin anh trở dậy mà ăn xôi nghe thề. Bập bập bùng, tùng bà la. Miệng em khấn chứ tay em vái, đầu em cúi cái môi em nói trước cái khung hình ảnh. Thịt xôi chuối chứ bên nhang khói, xôi đàn bay phách cái chiên cua dối, khiến trái tim em bối hồi. Ngoài mồ cỏ đã lên xanh, đã tròn ba năm tan chế. Lạy anh em đi lấy.
trong. Bầm bầm bùng, bầm bầm bùng, tùng ba la. Hỡi anh chồng cũ tôi ơi, anh có con thiên thì xin anh đừng giận để em đi lấy chồng. Bầm bầm bùng, bầm bầm bùng, tùng ba la. Miệng em khấn chứ tay em vái, đầu em cúi cái môi em nói trước cái khung hình ảnh. Thịt xôi chuối chứ bình nhang khói, sắp đàn đầy phát cái chuyện của dối, khiến trái tim em bối rối. Ngoài mồ cỏ đã lên xanh, đã tròn ba năm tang chế, lạy anh em đi lấy chồng. Bầm bùng, tùng ba la. Chúng ta vừa đến với phần biểu diễn trên nền nhạc của thí sinh đội Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng cùng với Osat. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích và tìm ra đâu là ca sĩ. Mời anh Nguyễn Hưng. Thật ra thì mấy anh em có bạn với nhau, nhưng mà riêng ý Hưng thấy cái bài này hơi khó. Tại người quỳ với người đứng vậy không? Nhưng mà người mà chú ý nhất là cái ông thầy bói đó. Đúng rồi. Ông có nó bập bập bụng. Thầy bói búa quá, tập trung tâm, phân tâm, phân tâm hết. Em thấy là cái cô nữ này rất là dẻo. Nhưng mà chắc là một diễn viên múa hay sao anh? Nhưng mà bây giờ mình không có đoán được là nhưng mà cái nhép, cái mà lip sync mà... á, là thấy là cái bạn số 5 á, con lip cực kỳ giỏi luôn, coi như bài đó của bạn luôn á. Không, lip sync là nam á, bạn nam số 5 đó. Nam thuộc. Con sẽ hình như không thuộc. Quay lại để mà tương tác, để mà nhìn xem anh này hát tới đâu để mình hát tới đó. Đúng rồi. Mình thấy là như vậy. Cậu số 5 có nhiều khả năng hơn. Số 5. Đúng rồi. Xét. Con cũng nghĩ vậy luôn á, tại thực ra là xem xong cái này xong rồi con còn thấy nghi ngờ hơn lúc chưa xem á chú. Sao vậy? Tại vì là trong cái màn trình diễn này thì mọi người hầu như toàn đứng im, xem xong thì cũng không biết ai. Thì mình sẽ chọn, quyết định chọn số 5. Con đồng ý là chọn bạn nam luôn. Anh xin lỗi em. Anh cũng phải chọn là bạn nam luôn. Số 5 luôn. Số 5 luôn. Số 5 lùi. Hình như cái bài này là bài của số 5. Bạn ấy hát quen rồi. Thật ra từng cái nhịp bằng vô rất là chắc luôn. Nhưng mà cái vành môi đó, nó không có tròn vành rõ chữ. Thật ra có thể là bạn ấy phải là ca sĩ đâu. Nhưng mà anh ta đẹp lắm, dáng dấp ca sĩ. Đúng. Mà nhiều khi không phải bài của anh ta cho nên anh ta không có mạnh dạng. Tóc tai người đẹp lắm. Dạ, ảnh chết hơi ổn. Tại thấy đứng cầm khung là biết rồi, bận bộ đồ trắng, ổn quá. Bây giờ số 2, em hãy hát bằng giọng thật của em để cho mọi người biết em là ai. Xin mời. Đến một ngày, một ngày nào đó, em xa anh. Một ngày nào đó, em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau. Có vầng trăng làm chứng, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Và nếu có một ngày nào đó em sang ngang, một ngày nào đó anh đã chúc em được nhiều hạnh phúc, cho em luôn luôn được điều em muốn. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Những vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra
khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng, với em anh mãi là người tình trăm năm. Những vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng, với em anh mãi là người tình trăm năm. Cảm ơn Vũ Đoàn Vị Hải. Số 2. Bây giờ thì em nói cho mọi người biết đi, em là ai, đến từ đâu, em có phải là ca sĩ hay không? Lần đầu tiên cho em được phép gửi lời chào đến đội khách và đội chủ nhà, cả chào cả anh Quyền Linh nữa. Chào em. Em là Ngô Mỹ Hải, hiện tại em đang là người mẫu. Thấy dáng người mẫu rồi, hát được luôn. Mà may quá. May quá. Em làm người mẫu đang diễn ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm người mẫu tự do. À tự do hả? Em có nghĩ rằng một ngày đó em sẽ đi hát như là một ca sĩ chuyên nghiệp không? Dạ em cũng rất là thích hát và em đang học. Vậy thì luyện hát đi, mình vừa xinh đẹp nè, mà vừa có dáng nữa, mà hát hay nữa thì tuyệt vời luôn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp gỡ một ngày không xa là một ca sĩ chuyên nghiệp, giới thiệu luôn ca sĩ luôn. Cảm ơn anh Quyền Linh. Rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với giờ phút gây cấn. Đó là gì? Đó là ca sĩ bí ẩn số 7 xuất hiện. Chúng ta sẽ có quyền ưu tiên cho một đội thôi, nhưng mà hai đội thì không biết sao, thôi vẫn như cũ đi. Bây giờ mình trổ tài thi thố nhau, đội nào thắng á, đội đó sẽ được ưu tiên lựa chọn đi. Thi gì anh? Rap. Ê trời đất ơi, ta chuyên nghiệp rap mà anh nghĩ. Ủa vậy mới xong chứ, dám không? Kìa, có em một người vô tay rồi kìa. Chị có dám hay không? Không phải, tại vì cái giọng nhân là chị rành nó lắm. Tại giọng nó hơi đất đất, ngọng ngọng. Kệ vậy nó mới lạ chữ. Trời ơi, lạ rồi, rap ra còn nhai lưỡi nuốt nữa, lấy lưỡi đâu lấy diễn. Bên em là kịch, nhưng mà bây giờ đại diện ra. Đúng đọc rồi. Luôn hát cho độc đại nha, độc đại nha, không phải là phải vô bài nha. Làm ơi yeah, đếm ơi quá dữ. Vô đó đi là thấy công cách rồi, thấy chưa nhìn diễn tật của em ơi, cái máu rap là từ ở trong cánh gà nè. Bây giờ này mình lại trời đất ơi, đứng yên để nó từ từ bình tĩnh. Rồi bắt đầu, 2-3 vô. Hôm nay đến thì với em là anh Huỳnh Lập, chắc chắn là đội bên kia sẽ thua bầm dập. Ngoài ra còn có chị Việt Hương, đối với em đội chị sẽ thua tang thương. Có lời, sắp có lời, hôm nay tham gia ca sĩ bí ẩn, nghĩ sao bên đây có chị Việt Hương mà thua vậy, trời đất ơi là trời. Chị Hương đây quá đẹp đi mà, có nhảy nha, bên tôi có nhảy nha. Bên kia có chị Việt Hương, bên em có anh Nguyễn Hương còn đỉnh hơn nhiều. Bên anh có anh Huỳnh Lập, bên em thì có chú Ngọc Sơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay vậy, ta đọc qua đó luôn rồi. Lòng mẹ bao la như biển là Thái Bình dạt dào, lòng cha tình cha ấm áp như vầng Thái Dương. Thôi quên lời luôn ạ. Đó, đọc lại rồi.
tiếp đang xung yeah oh yeah bắt chim thang cả làng lý đỏ cột qua kèo rồi lại qua cột chú bán dầu qua cầu mà té chú bán ớt ở lại làm chi con le le đánh trống thổi kèm bắt con bềm bềm thổi tò tí té tò tè tè yeah yo gì cả ta yo có bài thơ gì hay nhỉ yo có bài thơ gì hay bây giờ nhỉ để hát đố với anh Lập bây giờ nhỉ bây giờ có bài gì hay bây giờ nhỉ thôi thì cứ hát bừa như vậy bây giờ ta 2, 1 hết thời gian hay lắm Lập ơi trời Lập hát rap hay quá trời quá hay em nghĩ là có tiềm năng đi làm ca sĩ á chuyên nghiệp chưa chắc là ý Quỳnh Lập đâu. Đây là Lập làm vui như vậy thôi chứ không mà mình không cố ý mà mình làm cái gì mà làm ảnh hưởng đến cái lĩnh vực rapper đâu. Bởi vì tất cả các bạn rapper rất là giỏi. Đúng bởi rồi. Vì cái đầu của các bạn phải chạy năng lượng rất là nhanh. Rồi bởi vì đọc rap nó lẹ lắm. Bên đây ta đọc rap chuyên nghiệp, bên đây đọc rap khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp. Đúng rồi. Thôi, về chỗ được rồi. Con, nói chung á, là qua thi vui vui chút xíu á. Hay quá, Lập sao nhảy được vậy hay vậy? Trời, nhảy em tháo khớp luôn á chị. Phần thắng mình nghiêng về đội khách của Lập Việt Hương và thôi tụi em không nhận đâu nói chứ bên đây là tụi em vui thôi à. Vui là chính mà vui là chính theo con á ô sếp con thấy như sao thôi con nhiều phần thắng lại cho anh Lập tại vì anh Lập quá xuất sắc quyền ưu tiên thuộc về đội xuất khẩu chúng ta sẽ bắt đầu di dời ca sĩ về số 7 ra sân khấu ca sĩ bí ẩn số 7 đã có mặt bây giờ em hãy cất giọng hát thật của em bắt đầu hay đừng có gì vậy cái lỗi hả chị ơi vậy chị ơi ôi chi vậy trời điện giật bác nhưng mà nói nha ba đứa mình nên suy nghĩ dẫn lại vậy là phải là ca sĩ mới tự tin lắm tự tin lắm bản lĩnh như vậy là chuyên nghiệp đó rồi bán thuốc về chợ á anh đáng lẽ là em tin lắm luôn anh nói một hồi em không tin luôn á phải có chứng kiến của em chứ Lập bản lĩnh người nghệ sĩ đâu em sống có bao giờ có chứng kiến đâu anh chả treo hết em ngồi ở đây là lát nữa em bị lung lay bởi hai ý kiến bên đây luôn á đó này giờ đổi hoài nhưng mà trong lòng nè suy nghĩ nè có thích đổi không chị là chị theo hai em thôi cái ý nghĩa của cái việc mà chạy quanh sân khấu là gì xa tận chân trời gần ngay trước mắt thôi là ý mình đừng có đi tìm đâu xa hết á ở đây nè đó không cuối cùng là chỗ đó đó chị thấy đạo diễn không suy diễn dễ sợ không chị thấy không chị thấy tất cả những cái đèn không tập trung vào trong cô ấy em ơi chương trình từ đó giờ người ta set up vậy ba hot boy cho một lời khuyên thì có đổi hay không thôi em nghĩ là đổi đi được đấy anh nghĩ là em nên đổi đi cái anh chàng bên em chưa chắc là ca sĩ mà cô này anh nghĩ cũng không phải luôn ủa kỳ là mình đổi cho có theo anh nghĩ á cô này rõ hơn nè cái anh mà dậy cui nãy đó là mình chưa có thấy được cái gì trơn á không biết bản lĩnh thế nào nhưng cô này bản lĩnh rồi nha bên kia là mình có là giới tính nam rồi bên đây bây giờ mình chọn một bạn giới tính nữ đi vậy là... đây lát nữa ít ra mình cũng có song ca nam nữ hay là sẽ có giọng này giọng kia mình có nhiều hay cái nha. Nhưng bây giờ hai bạn nam mà hát không thì mình cũng vòng vòng với hai bạn nam đúng rồi đó là vì Quỳnh Lập thích đổi mình đổi cho vui lòng dạ Việt Hương đổi dạ Lê Nhân dạ đổi luôn cả ba đồng lòng đồng sức quyết định đổi còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh số 6 em ơi có phải ngoài trời đang mưa em ơi có phải trời đã giáng đông mùa đông giá băng anh đang chờ mùa đông ái ân anh đang tìm màu áo cưới cho em ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao
khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho né son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân. Ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi 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 bên nhau. Tôi đã quay và tôi đã gửi cho Hoài Phương rồi. Yên tâm, anh không có gì đâu. Dạ, cảm ơn anh đã mời em Minh Họa. Trời, hai người họp ghê ta. Số 6 mà mọi người mới vừa đổi, Quỳnh Lập thấy sao? Em thấy cuộc đời mà lâu lâu có những bước ngoặt mà những cái vấp ngã thì mình cũng phải chấp nhận anh à. Khi là mình đã quyết định rồi mình không có hối hận được. Có gì đâu vấp ngã, tại sao lại vấp ngã? Tại vì em thấy ảnh hát rất là ca sĩ luôn. Rất là hay. Dạ. Rồi, bây giờ mọi người lắng nghe nhá. Anh ấy là ai? Xin mời. Cho em xin chào hai đội chơi và quý vị khán thính giả xem truyền hình. Em tên là Nguyễn Hoàng Hưng. Em hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh và em là tài xế. Rồi. Cảm ơn bác Tài ngày hôm nay đã tham gia chương trình. Dạ, cho em nói một đôi lời là em rất cảm ơn chương trình đã cho em được cái cơ hội đứng trên đây và tiếp xúc với các anh chị. Em rất là yêu mến và ngưỡng mộ. Và một người nữa mà em luôn theo sát đó là anh Ngọc Sơn. Dạ. Thì chia hát coi là giọng trữ tình, pop ballad thì giọng trữ tình, nghĩa là bolero trữ tình nha. Chúc mừng em nha. Anh cho em hát được một đoạn của ca khúc của anh. Xong ca đi, xong ca thử đoạn với Ngọc Sơn đi. Để mình đoạn đi rồi. Đúng không? Đoạn nào bài nào đi. Lòng mẹ. Mi thứ. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ mong con về
chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Bao la thu xưa mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương con. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con hoài. Ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con hoài. Quá tuyệt vời. Anh chị dặn cho một điều này và các bạn nghe xem đài nha. Đây là giọng tố chất của một ca sĩ. Chúc mừng em. Như vậy là anh thỏa mãn rồi ha. Hôm nay là được hát chung với Ngọc Sơn rồi. Rất là nhiều người mơ ước như vậy nha. Chúc mừng bác Tài ha. Cảm ơn bác Tài rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đội chủ nhà số 5 có phải là ca sĩ hay không. Xin mời. Bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi xa băng, nước mắt em chung lệ thôi. Đâu rồi đó? Từ đây mất nhau trên bên trong theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em xa đi xa khuất chân trời, điều cô đơn từng đêm vẫn lên. Rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi xa băng, nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ đây mất nhau trên bên trông theo mình anh. Đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em xa đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah.
chắc luôn 100% ca sĩ đã thu hút hồn bao nhiêu khán giả. À, đội nhập ngũ. Nhập ngũ, nhập ngũ vui quá hả? Chưa có vội đâu. Tụi này cũng biết là chưa có vội. À. Nhưng mà tụi này là sướng. Nghe đã, nghe đã. Tại vì sướng hả? Cái người mình chọn mới mà ra mà khán xa băng. Trời ơi, quá hay luôn. I love you my. Trời ơi em ơi, I love you. Thế xa luôn. Giờ em giới thiệu nha. Em là ai? Có phải là ca sĩ hay không? Em xin kính chào tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Và ca hát là đam mê rất là lớn từ nhỏ cho đến bây giờ của em. Và thật sự thì em đang là... Chắc luôn 100% ca sĩ đã thu hút hồn bao nhiêu khán giả. Xa băng, trời ơi, ai lâu cái chữ mai. Trời ơi em ơi, I love you. Em đang là phát thanh viên, em không phải là ca sĩ. Em không phải là ca sĩ. Trời ơi. Trời ơi, lấy mồ hôi, khăn chậm mồ hôi giùm tôi cái đi. Trời ơi, em ơi, em ca hay quá, em ca hay quá, không em ca rất là phát hay. Phát viên ở đài nào em? Dạ, em đài FM của thành phố Di An, Bình Dương. À, nhưng mà sao em không phát triển cái niềm đam mê ca hát của mình? À, thật sự thì em cũng có tham gia rất là nhiều cuộc thi ca hát, tuy nhiên là có thể là duyên ca hát chưa tới với em. Và nhiều người vẫn biết đến em nhiều hơn với là vai trò là phát thanh viên ạ. À, giọng ca em là một trong những giọng ca là hú hồn tụi anh. Giọng em có chất ngọt rất là đặc biệt, nó tự nhiên natural, nhưng mà nó không phải là không phải tự phát. Dù sao thì đội anh cũng rất là hãnh diện, dù em không là ca sĩ nhưng em hát cũng rất là hay. Chúc mừng em nha, gửi lời thăm gia đình nha, gửi thăm gia đình Bình Dương nha. Nhưng mà sau cuộc thi này anh nghĩ em phải lên về, em phải chuyển quá, em phải đi hát đi em, trời ơi uổng lắm. Đúng rồi, rồi chúc mừng em nha, hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ một ca sĩ trong tương lai chuyên nghiệp luôn. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Các bạn anh xanh chân luôn á. Vậy là cuối cùng đội bên kia là thất vọng luôn rồi. 30 chứ không phải là Tết nha. Bên đây giờ đang cười lại nè, nhưng mà đôi khi nụ cười đó có đôi khi tắt liệm dần. Chúng ta sẽ đến với giọng hát thật của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Gió xuống bay về Cà Mau, qua đầm nhơi nước sông lững lờ bóng tràm thoáng đưa mùi hương. Mong anh đến rừng U Minh cánh hoang bao tình khung trời đẹp. Sẽ còn tìm tôi chừng nào về Nam Cang, nhớ nhau qua lại cũng gần
chỉ khó có sông giăng đò. Em đứng mình ôm một hương, duyên dáng mới khánh lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy. Cảm ơn Vũ Đoàn Điện Hải, dễ thương quá. Gặp em thấy càng thấy xinh nữa ha. Dạ cảm ơn anh. Ôi, trời ơi. Giống Hà Nội hả? Thực ra thì em rất là thích ca hát và em cũng nghĩ là khi mà mình tham gia chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn này á thì em cũng muốn tạo ra cái sự bất ngờ cho các đội chơi. Chính vì thế cho nên em chọn một bài hát mà thực sự nó cũng là cái thử thách của mình. Em không biết là em phát âm có đúng không, em không biết là em hát có chuẩn không nữa. Và đây là lần đầu tiên em hát một bài hát của miền Tây. Em nói tiếng Nam được không? Dạ, ví dụ như nào ạ? Em ơi, anh điều chỉnh một cái này để cho anh tranh thủ vào cho các bạn rút thêm kinh nghiệm khi mình bắt mà hát giọng Nam Bộ. Chứ xa, nhớ nha, chứ xa, xa sờ luôn nha, miền Nam mới xa luôn nha. Rồi em rút kinh nghiệm từng chữ một. Ai để nói Cà Mau xa lắm, nhưng mà xa lắm mà. Như vậy là hay rồi. Hay lắm, hay lắm. Hình như là em quen Oset hay gì đúng không? Cũng có biết nhau ạ. Hả? Biết nhau hả? Biết mà Oset có nhận ra không? Không, em thấy rất quen nhưng mà hình như là đã gặp ở đâu đấy rồi ạ. Đã gặp đâu đấy rồi ạ. Hình như là trong cái hình tượng này mọi người cũng khó nhận ra đúng không ạ? À, thôi bây giờ em nói cho mọi người biết đi. Em là ai? Em là DJ. DJ. Diễn viên Chang Moon ạ. À, Chang Moon hả? Trời ơi, trời, anh cũng nghe khá nhiều và cũng có đi chơi với em nhớ ra. Tại vì em mặc cái bộ đồ này thực sự là em có soi gương em cũng không có nhận ra em luôn. Trời, bảo sao em có thấy là rất quen nhá. Tóc em là thiệt hay tóc giả? Dạ, chị có thể sờ ạ. Vậy là em phải cảm ơn cái bạn cái tổ make up làm cho em đó Chang Moon, chị không nhìn ra em luôn. Thực ra đây cũng là bất ngờ, đây cũng là tóc thật của em ạ. Ôi trời ơi, trời. Dạ, sao em cắt kiểu này luôn vậy đó hả? Dạ vâng ạ. Thường ngày để vậy luôn hả? Hiểu chưa vậy? Trời, biến hình luôn đó chị, biến hình luôn đó. Biến hình luôn á. Biến hình luôn á. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em sức khỏe, xinh đẹp và có nhiều phong cách hơn nữa. Em cảm ơn anh ạ. Xin phép mọi người ạ. Coi như là hôm nay hai đội hòa nhau. Chúc mừng hai đội. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thật sự nha, anh nói thiệt á, đến tuổi này mà hai người này giữ được cái eo cái phọt á đẹp ha, nhìn qua đây ok, nhìn qua đây giật mình luôn. Tập nhảy rồi tập gym nữa sao Ngọc Sơn? Tập gym nữa đủ thứ. Tập bơi, bơi sáng nào cũng bơi. Quên hơn là tập bơi hả? Không bơi chứ không có tập bơi giỏi. Bơi giỏi. Nhà có hồ bơi. Bây giờ Thuận Nguyễn thử hát một đoạn nào đó về âm nhạc để mình trải nghiệm về Ca Sĩ Bí Ẩn thôi. Dạ em xin âm thanh cho cái âm của em nó vang vang. Ê cô. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Có chất giọng, có dạ, chất giọng. Quá thất vọng anh. Không có chất giọng, à, có chất giọng tốt. Có anh chất Sơn giọng. Anh nói có chất giọng mà Hương Tưởng nghe quá thất vọng. Không. Rồi Diệu Nhi nào. Trời ho đâu. Lúc đắm đuối em mong tình mình như ánh trăng rằm. Hả? Xong rồi em. Dạ em hát xong. Em xin hay lỗi chứ. Hay không anh? Quá hay mà quá dữ nữa. Quá dữ luôn.